cô cầm nước mắt không được luôn, cô mừng, cô là mừng chứ cô, không cô phải khỏe rồi, ở với mấy đứa cháu nó cơm như nang nó cho ông đi làm phim kiếm tiền. Thì bên vợ có hứa là coi như cho mình một cái chỗ đi cho bà nằm đó, ở bệnh đó, là cho một cái chỗ cái thiệt đó hả? Ờ, bên vợ cho đó, của ông cậu vợ cũng cho. Thì nguyện vọng của cô nói là coi như nếu trường hợp mà có người nào mà đàng hoàng á, dạ, thì là nhận nuôi nó thì cho nuôi nó cho luôn, để sau này dù có cô mắc á thì nó cũng có nơi cái chỗ nương tựa nhờ cái bản thân nó. À, sau này nó có lớn nó cũng thành tài biết không, để tội cho nó. Tôi nói ngoài nó, bà cứ yên tâm, tôi còn sống cả nào tôi cũng lo nó, nếu chừng nào tôi chết thì thôi. Em nhỏ xin được chào quý cô chú anh chị thân mến. Ngày hôm nay thì em nhỏ có một chuyến đi xa, là đi Củ Chi của chú anh chị. Ở đây là cái khu vực này là giáp Long An rồi, đi một chút xíu nữa là tới Long An. Đó, thì ngày hôm nay em nhỏ trở lại thăm trường hợp của cô gái mà trước đây đứa cháu 12 tuổi khẩn cầu cũng như là mong sự giúp đỡ của team em nhỏ đến với bà để mà cứu được bà. Thì em nhỏ cũng đã lên và cũng đã nói chuyện, cũng biết cái sự khó khăn của gia đình như thế nào. Cô bệnh rất là nặng. Đó, thì ngày hôm nay đồng hành cùng em nhỏ là có chú Quang Trí. Đây cô chú anh chị, chú cũng mới về Việt Nam. Dạ. Chú là Quang Trí ha? Ờ, Quang Trí. Dạ. Chú pháp danh đó, pháp danh là Quang Trí. À. Còn tuổi trong giấy tờ tên trong giấy tờ là Michael. Dạ. Rồi chú sáng giờ mình cũng ăn sáng ha, chú đi đoạn đường với con nè, từ chỗ chú ở quận nhất thì tới đây chú thấy xa không? Xa. Đi xe máy chú chú đi thì tiếng mấy đồng hồ. Dạ, đó, xa. Cũng xa. À, chú thấy cũng mệt đúng không? Đi trời nắng nữa. Đúng rồi. À, không sao thì ngày hôm nay con chú đi đồng hành với con á, thì con sẽ đến gặp một cái trường hợp này cũng khá là khó khăn. Cô rất là dạng như là không biết sống chết làm sao luôn, rất là nhiều bệnh đó. Thì thôi ngày hôm nay để con dẫn chú vô trong ha. Rồi trước khi vào trong á thì con nhắc chú một cái là cô có bị viêm phổi á, là chú phải đeo khẩu trang để bảo vệ bảo vệ bản thân mình trước. Thôi xin mời cô chú anh chị gặp lại cô gái cũng như là mấy đứa cháu. Cô là đi bệnh viện rồi nghe cô chú anh chị, ngay sau buổi mà em nhỏ gặp là cô có điều kiện một chút xíu là đi bệnh viện liền trong tích tắc đó. Thế để bây giờ vô gặp cô lại đi chú, vô vô nhà chú. Ở đây là cái phòng trọ cuối nè. Đây mấy đứa con mấy đứa cháu mới đi học về nè. Chào con. Nhà chú chào con. Ngon quá ha. Không có vậy chú. Rồi dạ. Con xin giới thiệu với chú ngồi đây cũng được chú. Con xin giới thiệu với chú, đây là chú Khai. Chú Khai cũng đã ngoài 60 rồi chú ha. Cô là 58. Cô bị bệnh nặng lắm. Mới đi bệnh viện về nè. Đây cái dấu này bị bệnh viện nè. Chưa xuất viện nữa hả? Rồi sao bỏ về đây? Ngày mai mới xuất viện. Bác sĩ nói để ngày mai cho giấy nặng qua mình chia mới đắt ống được. Nhưng mà camera lại sát một xíu thấy vẻ mặt đỡ của cô gái rất là đỡ hơn cái lúc đầu con lên ha. Tay chân cũng đỡ. Cô hiện tại bây giờ là thấy sao trong người? Giờ nó cũng ổn mà có cái là mình phải thải ba cái đó ra thì nó bình thường lại. Thải là thải cái gì? Thải chắc gì trong đây thì nó không biết. Bệnh gì cũng không biết luôn. Người ta nói nếu để là nó tràn dịch bình thẳng á. Nó tràn dịch thải nó ra là nó hết à. Chứ ba cái phổi với tim rồi thì giờ người ta điều trị ổn rồi. Có chụp CT rồi hết á. Là may là bữa đó là đi liền luôn. Đúng rồi, không có tiền nữa. Bữa đó chắc chết, sống không nổi. Mệt chứ chết. Nhờ con đưa mấy triệu luôn, cô mới đỡ. Cô mừng ơn cô còn dữ lắm luôn chứ. Có đi đóng viện phí rồi có dư đồng nào không? Ngày mai mới đóng, nhờ mới mình mới có tạm ứng mấy triệu rồi. Còn ngày mai cũng là kết thúc. Mình kết thúc xong người ta mới đưa giấy mình về. Tại vì em nay chưa ra. Còn trống. Sao giờ mình khỏe rồi mà sao mình khóc? Giờ cô khỏe là phải vui chứ. Cô mừng lắm á. Chứ cô không có buồn đâu, mừng mà.
cô cầm nước mắt không được luôn, cô mừng, cô là mừng chứ cô khỏe rồi, ở với mấy đứa cháu nó cơm như nang nọ cho ông đi làm thêm kiếm tiền, lấy mấy ghế con mừng lắm con ơi. Rồi lúc mà cô thấy trong người á nha, cái lúc mà chưa gặp con á, cô thấy trong người á là nó đau chỗ nào và bây giờ nó đỡ chỗ nào, cô nói rõ hơn. Đau khắp người, cô đau khắp người hết, chỗ nào cũng đau lên dở, rồi mấy bác làm tùm lum hết trơn, mấy bác cứu được. Yeah. Bác nói giờ gì cũng ổn rồi đó, giờ về điều trị cái hạn bình thường là khỏe, chứ giờ nó cũng còn, nó còn giặt ngừ lắm, nó thải ra chưa được đó. Yeah. Còn giặt ngừ, gắng cố gắng, kêu mấy bác nó kêu gắng cố gắng mà không có ngủ được. Để con hỏi chú Khai chút xíu ha chú. Chú lên đó rồi bác sĩ họ tư vấn như thế nào mà sao bây giờ nằm mấy ngày rồi mới về đây? Tư vấn bác sĩ nói bây giờ là trị ba cái mà tim này cái nội phổi trước cho cô khỏe. Dạ. Rồi mới tiếp tục về là coi như đăng ký chạy thận, đặt ống chạy thận. Chứ nếu không đặt ống chạy thận dịch nó tràn ra là mình phải chết. Đó. Từ cái chỗ mà không đặt ống chạy thận là coi như cô sẽ mệt. Nếu mệt thì phải đưa lên cấp cứu liền. Thời gian ví dụ mình không có tiền thì phải đưa lên cấp cứu liền để người ta giải quyết, rồi từ từ là mình cho nó ổn rồi đi. Nhưng mà cái may mắn của cô chú là bữa đó là gặp con xong là đi liền. Đúng rồi. Mọi người cũng góp ý á, cô chú anh chị trên kênh cũng góp ý là nên cho đi liền. Thì đúng em nhỏ, em nhỏ có làm theo mà em nhỏ không có đủ thời gian để mà theo cô tới bệnh viện. Đó. Lên trong phòng cấp cứu có chụp hình gửi cho em nhỏ đó. Dạ đúng rồi, con bé Bảo Ngọc có gửi cho con. Chụp CT rồi cũng gửi qua đó. Dạ. Cho vô phòng chụp luôn. Chụp CT mà chú đến chú chụp á. Có nên chú đứng trong dưới cô rồi đẩy vô máy rồi chú đứng đó luôn, không đi ra rời khỏi rồi mình lấy máy mình chụp lén. Chứ không cho chụp. Lo lắm. Dạ, đây nghèo tội nghiệp lo. Dạ, ở đây Bảo Ngọc lại đây với chú nè. Cô ngồi xích con một chút xíu nha, nhẹ thôi chứ đâu. Để Bảo Ngọc ngồi đây với con nè. Đây là con ngồi đây Bảo Ngọc. Bảo Ngọc này là chú Chí là lúc trước á là Bảo Ngọc này là tự lấy điện thoại á nhắn tin tới bên tụi con để mà xin giúp bà ngoại á. Thì Bảo Ngọc có thể nói lại với chú là lần đầu mà con liên hệ cho chú là con nói gì được không? Dạ, lần đầu con liên hệ cho chú là con chào chú, xong rồi con kể hết hoàn cảnh bà ngoại là mẹ con bỏ con đi, rồi ba con bỏ theo người khác, rồi cậu con thì đi làm mà không có tiền ở dưới miền Tây nên không có về thăm bà ngoại, không có chăm sóc cho ngoại được. Với lại con kể cho chú nghe là bà ngoại con bị bệnh gì đó mà không có tiền để chạy chữa. Với lại ông ngoại con già rồi, người ta không có nhận ông ngoại con làm nữa, tại vì thấy ông ngoại con già nên không sẽ không có cho ông ngoại làm, tại vì sợ ngoại không làm được. Với lại con gửi cho chú địa chỉ nhà, với lại con mong chú sẽ giúp được cho ngoại. Rồi sau cái bữa đó chú vừa lên thì ông bà ngoại đi bệnh viện liền luôn. Dạ. Con nghe nói là con nghỉ học rồi đi hả? Nghe con nghỉ. Nghỉ mấy ngày? Dạ con nghỉ 3 ngày. Là đi theo ngoại chăm sóc ngoại luôn? Dạ. Rồi lên đó là ăn uống làm sao? Dạ thì ta cho đồ ăn này kia mình ăn. À. Rồi lên đó rồi bà ngoại cần cái gì là con làm cái đó. Dạ. Còn lúc đó ông ngoại đi đâu? Dạ ông ngoại con thì cũng ngồi bóp tay bóp chân cho ngoại, chỉ có lâu ngoại kiểu là ông ngoại đi ra ngoài để ông ngoại điện hỏi coi cậu con có về không, tại vì thấy bà ngoại bệnh á, sợ ngoại có gì sợ cậu gặp không được. Với lại ông ngoại cũng ngồi thường xuyên ngồi bóp tay bóp chân cho ngoại, đợi chị nào bác sĩ kêu đẩy đi đâu thì đẩy chứ. Ủa chú Khai sao mà chú không có, chú tiêu cực quá vậy, sao mà khi vô bệnh viện chưa có bác sĩ thôi mà có gì đâu mà chú phải lo tới cái mức mà không sợ con cháu không có gặp được cô? Mình nói trước để cho nó biết, để nhiều khi mẹ nó có gì nói hẳn phải không, ví dụ mình có về, ví dụ có ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ được, có người ở nhà rồi chú ở trên mới chăm sóc mẹ được. Dạ. Nếu không ví dụ nó lên về chăng nữa có đỡ một tay mình, dù nó có ở trên chú có làm gì chăng nữa cũng có tiền vậy. Yeah. Cho nên là mình chuẩn bị cái bước đó rồi ha. Dạ. Rồi sao thấy chú tiêu cực quá. Điểm bây giờ thứ hai nữa là chú đương nhờ làm cái đơn cứu khác để mà hoàn cảnh khó khăn để cho địa phương nó giúp mình, để mà xin giảm dương khí. Là cái dạng như là hộ nghèo cận nghèo á hả?
hộ nghèo bây giờ không còn nữa, bây giờ người ta chỉ khét cho mình coi như hoàn cảnh khó khăn vậy thôi. Rồi nhờ mình đem cái đơn đó lên ủy ban, nhờ ủy ban ký rồi đưa lên bệnh viện để cho bệnh viện người ta xét lại hoàn cảnh mình. Rồi rồi có xét chưa? Chưa, bây giờ đơn từ tôi bỏ đẳng. Là chưa được. Chưa được. Dạ. Yeah. À, con nghe nói có nhiều người họ góp ý là chú nên lên trên trường học của hai đứa nhỏ nè. Nó trình bày cái gia cảnh của mình, với vậy làm cái giấy bệnh của cô á, để cho trường nó giảm bớt cho tiền học cho mấy đứa nhỏ. Không, cái này là ngày hôm bữa trước chú có đưa bé Gấu về trường học rồi. Dạ. Mà chú không biết cô nữa, cô nó tự động ra gặp chú đó. Rồi cô nói bây giờ tình trạng của ngoại nó là coi như là vậy đó, bây giờ không có cái hộ nghèo cũng không có. Dạ. Chứ bây giờ mình đã đi khỏi địa phương bán nhà đi rồi, mình ở chỗ này chỗ kia, bây giờ người ta không ký đơn, bây giờ cô đề nghị với trường coi như giảm được nó phần nào đỡ phần nấy. Đó, là cô có nói. Là lúc đó là cô nói là giảm nào được hay cái đó ha. Đúng rồi. Để em nhỏ nói sơ cho mọi người biết ha, về cái trường hợp của ngày hôm nay. Thì cô chú lúc trước cũng có nhà, cũng kinh doanh chạy xe tải hay chú ha? Xe tải. Đó, sau khi cô đổ bệnh là bán hết, theo cô hết, rồi bây giờ không còn gì luôn. Rồi cô chú có hai người con, một người con trai là khoảng 24 tuổi, người con gái thì hơn với chú ha, người gái 29 tuổi, gần 30 tuổi đó. Thì người con gái đó bây giờ hiện tại là đây là mẹ của Bảo Ngọc với Bảo Yến đó. Thì chỉ thì cứ đi vậy đó, rồi có bầu cái này để cho cô nuôi đúng không đó, là đi mất tiêu luôn rồi, đi mất tiêu không liên lạc được luôn. Mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay, 3-4 năm chú. Hôm nay là cũng 4 năm rồi, trên 4 năm. Từ hôm dịch tới giờ. Trước dịch. Trước dịch tới giờ. Là đi bỏ lại Bảo Ngọc với Bảo Yến cho bà ngoại nuôi vậy đó. Rồi anh với chị là mỗi người đi tìm một hạnh phúc riêng, như là mỗi người quen một người khác ha. Dạ. Mà tới bây giờ là không có liên lạc được luôn. Mà không biết ví dụ như cô có chuyện gì rồi sao liên lạc chị chú. Dạ không có, thì cô có gì thì hữu sự gì thì chú tự giải quyết, đâu cần phải chờ nó chị. Mình đã không liên lạc được nó rồi mà chờ cái gì. Yeah. Thì bên vợ có hứa là coi như cho mình một cái chỗ để cho bà nằm đó, nó bệnh đó, nhưng mà mình chưa có khả năng đâu. Bên Thành Đông mình, đường Lộ Cái, tỉnh Lộ 8 đi qua bệnh. Là cho một cái chỗ cái thiệt đó hả? Bên vợ cho. Đó, của ông cậu vợ cũng cho. Tại vì bên bà ngoại vợ với anh vợ luôn nằm bến không à, cũng như đất nhà đó, đất nhà trong vườn á là xây gạo hết rồi, coi như mã mồ chôn luôn đó. Cho nên là cô chú chú khai thì ai mướn gì làm nó, mà bây giờ là cô bệnh nên chú không có đi làm được, ở nhà chăm sóc. Mà thậm chí mấy đứa nhỏ thì chú cũng sợ nè, đi học rồi gái nữa chú, là sợ nó, sợ mấy cái vấn đề bắt cóc rồi này kia đó. Đúng. Sợ lắm. Chú lúc nào cũng suy nghĩ, chú sợ, không dám rời đi nửa bước luôn. Đi học mà không thấy về là bắt đầu lo lắng rồi. Hôm trên bệnh viện á, có thằng kia bà già cũng nằm chung nè. Dạ. Nó nói là nó xin bé Gấu. Nhưng mà cái bà này bà nằm nghe chú về vụ chứng giấy rồi đó. Cái nó nói là nó đưa hình, nó chụp hình bé Gấu nó đưa cho thằng càng kia coi. Nó nói nhỏ này được không mày? Nên là nó tính bán á, xin nó bán á. Cái bà này mới nghe nó nói không ai đừng có tin đó. Nó nghe nó đưa hình của bé Gấu cho người ta coi á, để nó bán qua Campuchia á. Ông đừng có, ông chở nó về nhà đi, đừng có để nó ở đây. Trước nó cũng ở bệnh viện với chị nó chảnh á, chú cũng ở chảnh mà. Thấy vậy thôi chú chở về luôn. Mới ăn là người ta cho nó ăn, cái nó, người ta dụ nó đi theo luôn. Trời. Người ta chở luôn mà mình cũng đâu có hay. Cái đó là có người ngỏ ý ha. Ngỏ ý muốn dạng như là muốn mua. Xin đó, xin đó. Xin là cũng như người ta nói nhà người ta khá giả, người ta xin về tao nuôi á. Nhưng mà ai tin? Người ta nói điện cho thằng kia nó vậy đó. Dạ. Còn riêng chú á, chú với cô á, con nghe nói là rất là khó khăn khi mà phải chăm sóc hai đứa nhỏ cùng đi học. Đúng không? Đúng rồi. Thì chú có, hồi nãy chú nói là chú có muốn là gửi cho ai hay là sao không? Thì nguyện vọng của cô nói là coi như nếu trường hợp mà có cái người nào mà đàng hoàng á. Dạ. Thì là nhận nuôi nó thì cho nuôi nó cho luôn, để sau này ví dụ có mắc á thì nó cũng có nơi cái chỗ nương tựa nhờ cái bản thân nó. Sau này nó có lớn nó cũng thành tài biết không, để tội cho nó.
chứ còn cô chú thì không đủ khả năng về sau hả? Không đủ lo cho chú tính này, chừng nào tính tới đâu chú còn sống thì chú nói ngoài nó, bà cứ yên tâm, tôi còn sống cả nào tôi cũng lo nó. Dạ. Nếu chừng nào tôi chết thì thôi. Đi học cái gì thôi. À, ý chú với cô là bây giờ ví dụ như có một người nào mà nhận hai đứa nhỏ ăn học cũng như nuôi thì cô chú sẵn sàng. À đúng không chú? Đúng rồi. À, cho nó có cái tương lai về sau. À, cô chú tính nó cũng đúng. Cho nó học tới nơi tới chốn không? Yeah, không có để như ba mẹ ha. Không có để như ba mẹ học mà không tới nơi tới chốn nó rồi đi làm này kia chú giờ bỏ thậm chí là bỏ đi luôn. Đi học canh người ta học dặn người ta đừng xé đừng bỏ để lại cho con học. Người ta học xong rồi để đồ, sách vở đồ lại cho nó cho nó học. Học vở cũ nó xinh không? Đàn gì của người ta cho không, nó xin người ta chứ nó không có gì, gia đình không có gì để cho đó. Đối với những bạn bè đồng trang lứa với Bảo Ngọc đó, thì cô chú anh chị thì một năm học mới thì bắt đầu có sách vở mới nè, có quần áo mới nè đó, nhưng mà đối với Bảo Ngọc thì không, của con là con mặc lại năm cũ hay sao? Dạ mặc lại năm đồ cũ của người ta. À, con có mấy bộ? Dạ có hai bộ người ta cho. Còn sách vở thì con ấy đâu mua hay sao? Dạ của người ta cho, còn vở thì con lãnh thưởng. À Bảo Ngọc à, học rất là giỏi nha, năm nào cũng có giấy khen hết. Này giấy khen của cô chú anh chị ở sau lưng nè của Bảo Ngọc không á, năm nào cũng có giấy khen. Dạ học giỏi lắm, mà ví dụ lỡ có chuyện gì cô chú không lo được cũng tội nghiệp. Giờ là thấy muốn dạ muốn thấy hết lo nổi rồi. Giờ là thấy hết lo nổi rồi hả? Rồi. Tiền trường bây giờ chú đâu có đóng bảo hiểm, đâu có đóng chưa không? Đóng gì chứ không, nhà trường có kêu đóng tiền không? Không chưa kêu có không kêu chưa kêu hả chú? Một tháng hay là một học kỳ thì trường của Bảo Ngọc với lại Bảo Yến là đóng bao nhiêu tiền chú? Hình dung được không? Của tiền bảo hiểm của nó là một đứa 800 mấy. Không, tiền học đó nha, còn tiền học năm rồi là nó đóng 700 mấy. Năm nay chưa biết, năm nay chưa biết. Tại vì mỗi năm học nó sẽ khác nhau. Mỗi năm là khác nhau. Chưa đóng. Tới giờ đầu năm giờ chú chưa đóng. Chưa đóng không đúng nào. Dạ. Tại có gia đình lu bu á, cô không nói tới chuyện đó. Dạ. Tiền học như vậy rồi chú, cô chú thường thường đóng cho hai đứa này làm sao? Thì nào chú làm có tiền chú mới đóng. Chứ nhà trường không nói gì luôn hả? Không thì chú cũng nói với cô, điện cho cô, tại vì cô giáo chủ nhiệm nó có số điện thoại của mình á, Zalo á. Có biết cái trường hợp nhà chú hiện biết, tại biết, biết ba mẹ bỏ đi rồi đó biết, cô nói với chỉ gặp của cô có bé Gấu thôi. Dạ. Cô bé Gấu nói là coi như là để xin nhà trường là bên nhà trường giảm cho được phần nào hay phần nấy. Dạ, nhưng mà thường thường một năm hoặc là một học kỳ á là Yến với lại Bảo Ngọc là đóng bao nhiêu chú biết không? Không rồi á, không năm rồi là nó đóng 700 mấy á. À 700 mấy là tiền học một học kỳ á, là một năm là có hai học kỳ. Đúng rồi. Đó, thì khoảng tầm triệu mấy. Triệu mấy. Đó. Còn bảo hiểm của nó năm rồi là có 700 mấy, năm nay 800 mấy. Dạ. Yeah. Còn bảo hiểm tai nạn thì đóng mỗi đứa 30 ngàn thì nó tự về em nó nhín rút ra tự đóng. À. Đó. Còn bây giờ nếu mà cô chú không có điều kiện nữa mà tội hai đứa nhỏ này bỏ học nữa thì tội lắm. Con có khi nào mà con nghĩ là con sẽ nghỉ học, con đi làm gì để con phụ ông bà ngoại không? Dạ có. Làm gì, nghĩ là làm gì? Con tính là con, tại vì ngoại con cũng hay dặn, ngoại con nói là lỡ sau này ngoại có gì á thì con cũng phải nghỉ học, tại vì ông ngoại già rồi không có tiền nuôi. Còn nếu mà người ta có cho tiền hay là kiểu là trong trường có cho tiền á thì có thể đi học được, còn không thì kêu ngoại kêu con có thể đi, có kiểu là đi qua giúp người ta mua đồ giùm, người ta cũng cho mình tiền á. Ừ, là xây sở bình thường mỗi ngày thôi chứ còn đâu có phải là đúng không, ổn định. Ừ. Đó chú, như vậy là như vậy thì Bảo Ngọc cũng phải cố gắng ha, cố gắng học ha, tới đâu hay tới đó, tùy vào cái kinh tế của ông bà ngoại nữa. Yeah. Nha. Hôm nay chú cầm cái giấy bệnh của cô gái, ở đây là bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Thì về bệnh của cô gái á, thường thường em nhỏ đọc những bệnh nhân khác chỉ có dòng thôi, mà đối với cô gái là ba dòng là của chú anh chị rất là nhiều bệnh này. Để em nhỏ đọc lại một lần nữa nha: suy thận mạng giai đoạn 5, lọc máu ngoài cơ thể, viêm phổi nặng, tăng huyết áp, suy tim 2, đái tháo đường 2, trào ngược dạ dày thực quản,
chóng mặt, ngoại biên, nhiễm trùng huyết từ đường hô hấp. À, rồi cái gì đây? Toan chuyển hóa rồi, viêm kết mạc mắt trái. Mắt á, đúng rồi. À, mắt trái cô không thấy đường hả? Không, thấy mờ mờ. Tại tiểu đường á. Tại tại tiểu đường. Tiểu đường nó hành cô đến mới như vậy nè. Rồi rồi chú cầm giùm con nha. Đó cũng là may, may là có quý cô chú anh chị đồng hành cùng em nhỏ để mà cái lần đầu em nhỏ tới đây cô có số tiền nên đi bệnh viện liền. Hiện tại thì sức khỏe cô đỡ. Đỡ hơn cái lần đầu thôi, chứ còn thật ra bệnh trong người thì còn. Con ví dụ với chú nha, là bệnh viện hay là bác sĩ nói là cái bệnh của cô là từ đây về sau phải làm như thế nào để cho cô tốt hơn? Là coi như giờ bác sĩ nói giờ nếu trường hợp mà mình coi chỗ nào mà chạy tháng tư là tới bệnh viện nào á, nếu mà được đặt nhu cầu là bác sĩ xin làm giấy chuyển viện cho mình tới đó, giới thiệu mình tới đó để mình làm gì? Để mình chạy thận. Chạy thận là riêng về cái bệnh thận. Dạ. À, cô là giai đoạn 5 rồi, giai đoạn cũng khá là mệt mỏi hả? Bác sĩ có nói là coi như mình chạy khi nào mà chết thôi. Vậy ha. Yeah. Rồi ban đầu là cứ thận trước đã, rồi từ từ mấy bệnh kia tính sau. Thận nó đang hằng. Thận đang hằng cô hả? Hằng là coi như mệt á. Mới mệt mới phải nếu quá mệt á là phải đưa đi cấp cứu liền. Dạ. Đó, thôi nói chung là ngày hôm nay thấy cô khỏe là cũng mừng. Mừng cho cô. Sao con ho dữ vậy bà Ngọc? Không, hai bữa nay nó chụp nó ho. Hay là bà ngoại bị viêm phổi mà hai đứa nhỏ không biết nè. Không phải biết. Rồi, sống chung như vậy nè. Viêm phổi không nên đổi nhà tại nó ở nhà thương á. À, bệnh viện đây đông người khoa nhiễm á, bà có khoa nhiễm. Cũng tội là bà ngoại đi bệnh viện mà bệnh luôn tới nay. 12 tuổi lên chăm bà ngoại rồi, bà ngoại chứ không phải bà nội. Tại mình lên chú mình mua đồ quá nhỏ, nhưng dạ. Qua mấy cái phà mà ấy đó. Bây giờ con nói cô chú như thế này nha, ngày hôm nay con tới đây thăm cô chú, con đi cùng với chú Quang Trí dạ. Ở bên Cali chú ha. À, Cali có về chú Việt Nam, chú thăm bà con chú rồi đó. Dạ. Thì có đi chung với con, thì ngày hôm nay chú gửi tặng cho gia đình mình một cái phần quà ha. Dạ. Phần quà này là yến, sữa với lại là ngũ cốc. Cái này cũng rất là tốt, có nhiều dinh dưỡng ha cô chú. Đây, Vân gửi phần yến trước ha. Dạ, yến. À, 4 lốc sữa nè. Ví dụ như lúc cô mệt á, cô ăn không được á, thì cô uống sữa. Dạ. À, cũng có sức khỏe chú ha. Dạ. À, với lại là ngũ cốc. À, này là bên con kinh doanh, xong rồi dạ. Chú Quang Trí biết. Dạ. À, xong rồi chú mua ủng hộ cho dạ. Cô chú. Cảm ơn dinh dưỡng. Cái này là nó uống một ngũ cốc bị trị tiểu đường nè. Trị hả chú? Ừ. Đúng không? Nói chung là tao quậy uống trị tiểu đường. Ngũ cốc này nó tốt mà, tốt cho sức khỏe. Thì trị nó tốt mà trị tiểu đường luôn nè, tiểu đường uống cốc mà tốt. Chứ mà cô cảm thấy cô có thử máu thử tiểu đường á mỗi ngày không cô? Có thử mỗi ngày. Mỗi ngày. Và thí dụ con cô mà thấy con người cặp mắt á mà mờ á, là cái đường nó lên cao lắm á, cô hiểu không? Hiểu biết cái đó không? Giờ nếu mà cảm thấy con người tay chân rung rung á, là cái đường nó tuột xuống á, vậy nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Nó tuột xuống á làm con người đó nó buồn ngủ lắm, nó yếu đuối con người, nó tay chân rung này kia, nhưng mà tiểu đường thuốc xuống xuống thấp á thì đừng có ngủ. Nếu mà ngủ rồi không có thức dậy được đâu. Dạ. Rồi, rất là nguy hiểm. Dạ. Tiểu đường đường thấp á nó nguy hiểm hơn đường cao. Đường cao nó có làm cho cặp mắt nó mờ, mình biết là cặp mắt mờ là coi như là bị tiểu đường cao. Dạ. Dạ, đó góp ý vậy cho cái này tiểu đường này thì nhưng mà đường xuống á nó làm con người yếu đuối, con người đó mà buồn ngủ lắm, đừng có ngủ một cái là không có thức gì đâu. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm đúng rồi. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm đúng rồi. Nguy hiểm lắm. Nhiều khi rồi nhớ mấy người thường thường bị tiểu đường á. Thường thường bị tiểu đường á nhớ mang giới, nhưng mà đường á cái mà đường á lên tới 180 lên tới 100 số 180 đó bắt đầu nó quậy cái thận á. Đó cái đó là tôi biết cái đó. Nè, đừng có cho nó lên cao quá. Nhờ, bởi vì tôi mới hỏi cô có thử máu thực thường xuyên không? Có đo thường xuyên không? Dạ không. Không có. Đâu có điều kiện đó đi. Ờ, đâu có. Chưa ở đây 25.000. 25.000 đo 25.000. Ừ. Đo trước kia ăn để cho mình biết.
À, hoặc là mua cái máy, mua cái máy về và tự mình đo. À, mua máy thì chắc không đủ điều kiện rồi, chắc chỉ chạy ra ngoài đo 25 ngàn mỗi lần là 25 ngàn. Ví dụ như tăng xuống hay không mình biết đường, mình mình chỉnh điều chỉnh cái lượng ăn của mình. Đúng rồi. Cũng như ăn bữa hai dưới hai cái mình lên đo, mình lo trước khi mình ăn. Rồi góp ý vậy thôi. Hôm bữa tính mà để ấy mà có khả năng chú mua cho bà cái máy huyết áp thì chú bảo đo huyết áp. Máy đo huyết áp nữa hả? Máy đo huyết áp nó bao nhiêu chú? Chú biết không? Biết. Rồi hổm máy huyết áp hổm đo hồ nhiêu ngọc là mấy trăm mà con? Con mấy trăm gì đó. À, rồi cái đó tính sâu cũng được. À, con cầm giùm chú nhỏ cái bảo ngọc. À, đưa nè Bảo Yến nè, con cầm nó được nè. À, chắc sữa chắc mấy đứa nhỏ này lâu chắc không uống hả chú? Nếu mà cô cảm thấy mà con người rung đó, đại tao chân rung á, đường nó thụt tụt xuống á, phải ăn kẹo hay là uống uống nước cam nó tăng lên liền, rất là nguy hiểm. Đó là chú những cái lời mà chú biết á, chú góp ý cho nhà mình, nhà mình có thể tận dụng cái đó mình điều chỉnh cái sức khỏe mình cho nó hợp lý. Chú ha. Còn ngoài ra, ngoài cái phần quà của chú Quang Trí gửi cho gia đình mình ha, ngày hôm nay con ngày hôm nay con trở lại đây là trao những cái sự yêu thương, cái món quà của quý Mạnh Thường Quân đến cho gia đình mình và đặc biệt là cô gái để mà tiếp tục đi chữa bệnh đó, để cho cô chú có sức khỏe và đi làm để mình lo cho hai đứa cháu đi học. Cái điều mà cô chú mong muốn chỉ vậy thôi, chứ không muốn phải cao sang hay là có cái gì hết, không cần thiết. Có sức khỏe để đi bán xôi nè. Cô là bán xôi đúng không? Chú thì cô mà tự lo được á thì chú đi làm, ai thuê làm gì, làm hồ, làm gì ra tiền là chú làm đó. Nhưng mà ngoài 60 rồi, lớn tuổi rồi, tội nghiệp đó. Thì thôi, ngày hôm nay con đại diện cho những Mạnh Thường Quân này như sau ha. Con nghĩ là nhà mình sẽ rất là vui, rất là mừng khi được cái sự hỗ trợ này đó. Rồi đây là cái danh sách mà con sẽ đại diện cho Mạnh Thường Quân. Ở đây là có, thứ nhất là anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là cô Cẩm Văn ở quận Tân Bình 500 ngàn. Thứ ba là cô Tư Châu và cô Trần Kim ở Úc là 1 triệu rưỡi. Thứ tư là cô Khoa ở Bình Thạnh 500 ngàn. Thứ năm là chị Trúc ở quận Tân Phú 300 ngàn. Thứ sáu là cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp 2 triệu. Thứ bảy là chị Đời ở Mỹ gửi 100 đô la Mỹ là con đổi ra được là 2 triệu rưỡi. Thứ 8 là nhóm Phật tử Melbourne, Úc Châu 2 triệu. Thứ 9 là gia đình Kiều Hy Thi ở Mỹ 2 triệu. Thứ 10 là anh Nguyễn Thành Đô ở Hưng Yên 300 ngàn. 11 là chị Thu Hà ở Mỹ 2 triệu. 12 là một người ở Alaska, Mỹ là 5 triệu. 13 là chị Úc Diễm ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang là 300 ngàn. 14 là anh Đức Lai ở Mỹ 50 đô la Mỹ con đổi ra được là 1.250.000. 15 là một chị ở Bạc Liêu là 1 triệu. Và cuối cùng là chị Thúy ở quận 8 300.000. Tổng số tiền là 22.450.000. Thì con gửi lại cho gia đình nha. 22.450.000. Đây. Để cô nhận cho cô vui ha, để cho mình có cái động lực ha. Có động lực cho bà sống phải không? Có tiền là có động lực bà trị bệnh bà sống. Chú chỉ cần gì thôi, chú không cần gì đó. Để sống cho mấy đứa cháu ruột của bà thôi, còn chú không có cần. Rồi để hôm qua con gửi cho cô nha, để cho cô có cái niềm vui, cô tiếp tục điều trị nha. Đây, để con gửi cho cô nha. Của mình là 22.450.000. Con gửi cô nè. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. À, của cô là 22.450.000. À, 450.000. Dạ. À, đủ cô ha. Dạ. Cô có muốn nói gì không? Cũng nói gì. Trước nhất cô cảm ơn cộng đồng mạng, người ta đó cảm ơn mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Dạ. Chứ chú nhỏ với em gái thì với chú này. Dạ. Hỗ trợ cho được số tiền để chạy thẳng ha. Chạy thẳng cho có sức khỏe sống với con cháu. Dạ. Để nó anh còn đi ăn học, giờ chết rồi tội nghiệp nó bơ vơ. À. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm nhờ. Tôi mừng quá, tôi không biết nói gì nhiều nữa. Mừng dữ lắm luôn. Dạ. Trong bụng tôi giờ mừng mà nó mệt nữa. À. Để cô nằm chút rồi để cô chịu hết nổi. Dạ, 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 cô nằm đi cô, không sao đâu cô. Rồi Bảo Ngọc ra cho mẹ, à, cho bà ngoại nằm. Nằm lại là không được. Anh đi tôi hỗ trợ cho cô 1 triệu nữa nè. À có chú Chí dạ. Gửi cho cô 1 triệu. Dạ, dạ. Còn cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Ừ. Ủa sao mà mệt chú mệt bất ngờ vậy? Mệt. À lúc nào mệt thì mệt thế hả? Nó bị tim chứ thằng. À bị tim nữa. À, khi tim. Mừng có cái mừng quá bị mới tiền mới lo. Mừng quá hả cô? Trời cô làm con hết hồn á nha. Cô làm con hết hồn đó. Ngọc nói thật cho ngoại con. Dạ, không sao. À Bảo Ngọc ra qua đây Bảo Ngọc. Ừ, thôi không sao chú ha, nói chung là mình có cái số tiền mình tiếp tục điều trị cho cô là đúng cũng mừng rồi, đúng rồi. À, chú có muốn nói là gì không? Thì hôm nay trước cộng đồng mạng, yeah, tôi xin hứa là coi như có số tiền này để chạy thẳng các bạn, chú với hai lo mấy đứa nhỏ, rồi kính chúc cộng đồng mạng và bà con ở xa gần trong nước ngoài nước đã giúp đỡ gia đình tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn anh chị, yeah, cảm ơn nhỏ. Dạ không sao. Tôi hết khả năng rồi. Dạ. Đúng. Nói chung là chú kêu chú hết khả năng rồi. Chú dạng như đường cùng á cô chú anh chị. Cho nên là khi mà được cái nhận sổ hỗ trợ này á, gia đình rất là vui. À, còn con sao con thấy bữa trước con năn nỉ chú rồi, bây giờ con thấy bà ngoại có một số tiền để đi bệnh viện thì con thấy làm sao? Dạ con vui. À. Với lại con mừng. À, mừng ha. Dạ. À, cố gắng ha, cố gắng học dạ. Nha. Dạ. Chú mong sau này con học rồi đi làm có tiền rồi lo lại cho ông bà ngoại nha. Dạ. Ha. Dạ. Sau này lớn lên làm gì nữa? Sau này con lớn lên thì con vẫn làm những công việc có ít chứ lại có tiền nuôi bà ngoại con. À làm công việc có ít là làm gì? Làm gì mà ra tiền để mình nuôi ông bà ngoại lại chứ? Dạ hiện con đầu tiên là con phải học. À. Học xong đó thì con mới có bằng cấp gì thì con học giỏi thì con mới có thể đi làm để nuôi bà ngoại được. Dạ. Yeah. Yeah. À, vậy ha. Dạ. Yeah. Rồi. À, nói chung bà ngoại kìa cô chú anh chị. Lên mệt á. Lên mệt tim. Nói mệt nhiều quá là phải đưa cấp cứu lại. Mệt quá phải đưa cấp cứu hả chú? Tại vì bác con nằm chảnh rồi nhỏ. Chú hỏi cô có sao không? Có được không thì đi lên có, lại. Có cái máy lọ máu không để tôi đo giùm cho. Không có mà không có chú không có cái biết điện nè. Dạ, không có mà sao cô làm hết hồn trời con không. Sợ tưởng cái gì không chứ bà cảm động quá gì à nó cảm động là có số tiền để mà trị bệnh đó. Bà cảm động quá xúc động cái gì chứ không nhỏ ơi không có. Ở nhà chú nói con xe cộ cầm hết rồi không có đồng bạc nào phải lo gì nằm chị là chịu chặn á bà kêu chú á là coi như lấy giết cái đường ở trọng á chích cho bà hai phát cho bà đi luôn đi mà con người á mình làm mình phải có lương tâm biết không. À. Nó không cho phép làm vậy. Ý là cô muốn kết liễu luôn á ha. Đang cho chú nhẹ lo biết không. Dạ. Không mà chú không có làm được. À. Con chó nó còn muốn sống kìa. Đừng nói con người. Dạ. Mình đâu có làm gì được. Dạ được rồi. Viết cái đường là hàng ngày nhỏ thấy rồi đó. Dạ con thấy là giấy tiểu đường á ha. Rồi ổn chưa cô? Cô ổn không? Có cho bà ngoại miếng nước đi. Nước lọc á. Dạ. Viết cái đường là hàng ngày các bạn nè. Đâu phải ít đâu. Thế tiểu đường hả chú? Nè, đây là thuốc kích nè. Còn là ống kích nè, mình kích từ nhà nè. Còn lúc trước á chú đi làm á là chú mua ống kích rồi nè, bà tự kích.
bác sĩ cho như là bác sĩ chích mà nay nó mấy trăm ngàn một cây thằng chú không có mua nữa, không có khả năng không mua. Thế giờ cô ổn rồi đúng không? Cô ngồi ha, để con với chú Khai với mấy nhỏ ra ngoài. Còn cái này là tôi phải khoán cô nha. Cái này là bà tự chích anh à, cái này chú phải chích, bà không chích được. Dạ. Chích vô tay hay vô đùi hay vô đâu vô chú? Vô tay, vô búng, vô đùi cũng được. Vô dây là cũng được nè. Vô dây cũng bụng. Đây con nói là với chú Chí cho biết đây là cái này là cùng mẹ khác cha. Cùng mẹ khác cha. Mà mẹ có 20 mấy tuổi thôi là bắt đầu đẻ này xong cái bỏ đi cho ông bà ngoại nuôi. Cái vài năm, một năm mấy, hai năm cô? Năm mấy cái mang bụng bầu về cái để đứa này ra cái để giao cho ông bà ngoại luôn cái bỏ đi làm. Tại vì chú Chí biết sao không? Lúc trước bà ngoại nó không có đứa cháu nào, có hai đứa con mà không có đứa cháu nào. Nhỏ này thì rồi khóa bà mới năn nỉ nó thôi đừng khóa con ơi, đẻ đi rồi tao lo cho mày, giao cho tao. Mới đẻ rồi xong mới giao luôn nè. Giao đẻ rồi xong rồi một tháng đâu chừng tháng gì nó không có cho bú sữa nó đâu, rồi tự bà lo bà cho nó, không lo cho nó sữa uống. Cho nên giờ nó thương nó mến tay mến chân rồi nó thương ông bà ngoại đó. Tới giờ cô nghỉ ngơi ha, con với chú Khai với lại Bảo Ngọc ra ngoài cho cô mát nha. Ra ngoài đây cho nó thoáng chú ha, chứ còn ở trong nó sợ cô ngợp. Hồi nãy cô làm cái con hết hồn à, con tưởng nó có chuyện gì không? Không có, bà cảm động cái gì. Ở đây là cái bàn này là mỗi lần mà cô đau hay là gì á là chú hay ra vái lại thắp nhang á. Chú hồi lúc con lúc đầu con tới là chú quỳ chú lại được kinh khủng lắm. Rồi con tưởng đâu là cầu Phật cho được sức khỏe đó. Giờ mấy bữa nay chú có còn làm vậy nữa không? Còn. Vẫn còn luôn hả? Thấy khi nào cô mệt á mà tối lúc nào chú cũng rút ngang lại mà. Còn nếu mà khi nào mệt quá thì mệt ban ngày thì rút ban ngày. Nhưng mà thấy chú đốt nhang mà không có cúng kiến gì ha? Có, chú cúng trái dừa. Trái dừa? Thì hồi nãy nói về Bảo Ngọc một chút xíu đi. Tại vì thương thì vẫn thương bà ngoại bị bệnh ha. Nhưng mà cái bé này rất là tội nghiệp nè. Về cái khả năng chú lúc trước là chú Khai nói là không muốn đẻ ra hả? Không muốn đẻ. Bà ngoại nó ngoài đang nghỉ đẻ đi rồi bà nuôi nó đẻ. Là mẹ nó là muốn khóa. Không phá mà bà ngoại nó đẻ đi để bà ngoại lo. Bà nó không có đứa cháu nữa, nó đẻ đi rồi bà giao lại cho tao rồi mới đẻ. Mà xong cái năm mấy về cái đẻ thêm đứa vác cái bụng về cái để giao cho bà ngoại luôn. Không phải đẻ đâu, mổ. Yeah. Mổ bà con phải đẻ. Nói chung mà hy vọng ha, Bảo Ngọc mà có ai nuôi nắng hay là đi học rồi đó tới thành có lớp 12 là ngon lành chú ha. Nhưng mà chú chắc cũng không nghĩ tới đó đâu, chú nghĩ tới lớp 9 nè. Chú học tới lớp 9 là xong rồi chú. Chứ không đi nổi ra tới. Nói nhỏ vậy nè, ví dụ bây giờ trường hợp có ai á mà nhận nó làm con nuôi đỡ đầu thì bây giờ là cho nó gửi cho nó ăn học. Thì coi như nữa sau nó chọn được tương lai á có thể đi cho nó đi bơi qua đó ở luôn cũng được. Đó, rồi dựng vợ gả chồng nó luôn cũng được. Để cho sau này dù có gì chăng nữa em nó cũng đỡ một tí. Chú biết chú còn sống cho bao lâu nhỏ? Nay chú mấy tuổi rồi? Mấy rồi? Nay chú 67 tuổi rồi gì? Rồi thì chú nghĩ sao đi phụ hồ nổi thì mà sao mà nuôi nó ta? Chú làm thợ. Chú làm thợ nhiều khi chú lãnh nữa. Nói chung mà mấy cái nghề đó nó không ổn định. Đúng rồi, nhưng mà cái gì là mình lãnh bây giờ hồi trước á thì chú lãnh rất nhiều. Bây giờ là chú lãnh không được nhiều. Tại vì lý do hồi trước mình còn nhà. Là con lãnh là mới có uy tín. Bây giờ mình bán nhà, nhiều khi mình lãnh nhà người ta nguyên sát nhà mình lãnh luôn trật tư. Bây giờ người ta đâu có dính giao. Giao rồi nữa mình lấy tiền mình ứng tiền mình đi ai làm. Đó, nó khổ là khổ vậy đó. Rồi mai mốt bà ngoại có cái điều kiện là lên bệnh viện đó, con có đi theo chăm không? Dạ có. Ủa rồi đi học như sao? Thì con xin nghỉ đó, con lên con nuôi ngoại con. Xin nghỉ rồi lên nuôi ngoại rồi nhà trường nghỉ nhiều quá, nhà trường không cho học nữa luôn đó. Cô mới nhắn tin hôm qua kêu đi học. Tại vì con thấy sức khỏe của ngoại con quan trọng nhiều hơn. Mà con thương bà ngoại sao mà con có thể nói cho chú với mọi người biết không? Cái kiểu con thương đó. Cái kiểu con thương bà ngoại là con thương những ngày tháng bà ngoại nuôi con á. Tại vì con thấy ngoại kiểu ngoại là không phải đẻ ra con mà ngoại nuôi con khôn lớn lên rồi cho con ăn học nhiều, cho nên con sẽ thương ngoại con nhiều hơn. Nếu mà sau này mẹ có về á thì con cũng chỉ thương ngoại con thôi chứ con không có thương mẹ con nhiều.
mẹ bỏ đi từ nhỏ luôn hả? Dạ. Chú nghe nói là ba con lâu lâu cũng có gặp hả? Dạ cũng có gặp, nhưng mà tại vì ở bên nhà cũng có con rồi, với lại tại vì cũng có mẹ kế á, cho nên là con cũng có qua chơi vài lần, nhưng mà qua thì nhìn con bà nội cũng kiểu không có thích con. Ủa sao con nhỏ mà sao con nhìn được cái kiểu đó của người lớn? Tại vì con nhìn xong rồi con mới thấy lạ, con về con hỏi ngoại. À. Thì ngoại mới nói là chắc là chỉ là nhìn sơ vậy thôi, chứ nó không có gì. Nhưng mà tại vì con hay qua mà kiểu không có thích con á, cho nên là con hạn chế, con không có qua. Coi như không tiếp xúc nó nhiều. Rồi ba có cho tiền con không, hay đóng học hay cái mua cái gì cho con không? Dạ không, chỉ có qua chơi thì cũng chơi vài trăm ngàn cũng có tiền. Ba con cho chiếc xe. Chiếc xe nào? Dạ này. Xe đập điện đấy ha. Dạ. Cho bao lâu rồi Bảo Ngọc? Dạ cho mới lớp 5 à. Mới được 5. Là năm ngoái ha. Dạ. Trời. Chứ còn sau này gặp mẹ nữa thì không thương hả? Dạ, sao kỳ vậy ta? Dạ cũng có thương, nhưng mà thương ít hơn. Tại vì mẹ kiểu là không có ở bên chăm sóc ngoại nhiều á. Lúc nó nhắn tin cho con tội lắm. Nó nói là chú ơi cứu bà ngoại con với, chứ bà ngoại con chết rồi con không biết phải làm sao. Đó, rồi con mới đi lên liền đó. Tội nghiệp quá ha. Tội nghiệp đó. Mới còn nhỏ mà mới 12 tuổi mà lanh nha chú ha. Lanh á, chứ đâu có phải là ngơ ngơ đâu. Con cố gắng học cho giỏi giỏi. À. Đó. Thôi vậy ha, mai mốt ví dụ đi bệnh viện là cũng lên chăm, nghỉ học lên chăm. Dạ. Nó chăm thì chú lụ nó có thời gian, nó chăm thì chú đi kiếm tiền. Dạ. Hay là chú chạy vụ với sợ là chú nói. Thôi cũng mong Bảo Ngọc học tới nơi tới chốn thôi. Đó là điều con mong muốn. Thôi bây giờ một lần nữa thì em nhỏ xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho cô gái trong cái đợt này. Rất là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ và đồng hành á thì chắc không biết làm sao rồi chú ha. Cũng cô chắc cũng rất là mệt mỏi lắm luôn. Chú có nói nhỏ rồi đó, nếu không được là coi như cô cái chuyện là chú đưa về nằm đây mà. Là nằm đây là chịu chết luôn ha. Chứ sao giờ? Giờ khả năng mình không còn mà, con thấy như mấy nhỏ ăn uống đó, con nhìn thấy biết rồi đó. Thì chú có ăn uống gì đâu. Cũng chạy lo cho bà thôi, còn nếu hết đường cùng là phải đem về đây nằm đây thôi. Rồi trưa này chú ăn gì? Mấy chưa, ăn sáng gì? Giờ chú chưa ăn gì đó. Có cái nấu cơm sẵn rồi đó, với kho miếng thịt cho tụi nó để dành ăn đó. À. Vậy thôi, chứ mua miếng thịt đi, muối rồi tính ngoài nó chưa xuất viện phải không? Dạ. Muối sẵn rồi đó, chị em về tự chiên tự ăn. À. Thôi được rồi chú Khai ha. Nói chung là khi mà mình có cái sự hỗ trợ đó thì chú nên đi bệnh viện chữa trị cho cô ha. Cho cô khỏe đi. Rồi cô với chú sẽ tự lo được cái bản thân là sẽ đỡ. À. Nếu cô khỏe thì chú có thể là cô lo việc nhà được, chú đi làm được. Dạ, chú thì đó. Thì đó thì con nói là nếu là nó khỏe là sẽ dễ nha. À, và bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây của chú anh chị. À, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Với lại cảm ơn chú Trí đã nhín ít thời gian để đi đồng hành cùng team em nhỏ. Chú kêu là bây giờ đây sắp tới á. Chú còn ở Việt Nam á, là đi đâu thì cho chú đi với. Thì em nhỏ ok, cứ đi được là cứ đi, sợ chú mệt thôi. Với lại em nhỏ còn một cái cô bán vé số ở dưới miền Tây nữa. Cô cứ hẹn là khi nào cô lên thì cho cô đi thăm những trường hợp. Thì em nhỏ vẫn ok, vẫn tiếp đón. Ai em nhỏ vẫn tiếp đón hết. Đó. À, cái cô này là hay cho những trường hợp là 50% á. Cô cũng tội nghiệp lắm, đi bán vé số thôi. Đó. Thì có duyên thì gặp. Con không sao hết, nói chung là ai cũng vậy hết chú. Dạ, đúng. À, ai cũng vậy, ai cũng con cũng đi hết, con không có ngại gì hết. À, thôi một lần nữa thì em nhỏ xin cảm ơn, chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ. À.